Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân xã Lùng Vai, huyện Mường Khương đã tổ chức lễ công bố thôn Cốc Cái đạt chuẩn thôn kiểu mẫu năm 2020. Toàn thôn có tổng số 63 hộ, gần 300 khẩu, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng một người một năm. Toàn thôn hiện có một hộ nghèo, trên 50% hộ khá giàu. Các hộ dân trong thôn luôn đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. 100% hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, sử dụng điện lưới quốc gia. 100% hộ dân có nhà tiêu hợp vệ sinh, thôn được công nhận thôn văn hóa 9 năm liên tục. Trong năm 2020, các đơn vị, trường học và nhân dân đã ủng hộ được trên 41 triệu đồng tiền mặt và trên 200 ngày công lao động, ủng hộ chậu hoa cây cảnh trang trí nhà văn hóa và lắp đặt các pano áp phích tuyên truyền xây dựng thôn kiểu mẫu. Mô hình hợp tác xã tiếp tục phát triển ở hầu hết các địa bàn trong tỉnh, sản xuất kinh doanh đa dạng trên nhiều lĩnh vực ngành nghề. Đây là đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã giai đoạn 2016-2020. Cụ thể, đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 420 hợp tác xã với 5.454 lao động là thành viên, trong đó chủ yếu là hợp tác xã nông nghiệp chiếm gần 50%. Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã thành lập mới là 202 hợp tác xã, đồng thời cơ cấu lại mô hình tổ chức sản xuất, giải thể 83 hợp tác xã không hoạt động. Bên cạnh mô hình hợp tác xã, toàn tỉnh cũng có 8.740 tổ hợp tác với trên 144.000 thành viên. Mặc dù đóng góp của khu vực hợp tác xã vào GRDP của tỉnh có xu hướng giảm trung bình khoảng 0,18% trên năm, tuy nhiên, vai trò lớn nhất của kinh tế tập thể, hợp tác xã là đóng góp gián tiếp tác động tới phát triển kinh tế hộ thành viên. Mô hình kinh tế này đã và đang là nhân tố quan trọng trong việc hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân và hình thành các liên kết chuỗi giá trị bền vững trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời cung cấp dịch vụ thiết yếu cho các thành viên và người dân địa phương. Chính vì vậy, mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã sẽ tiếp tục được tỉnh khuyến khích phát triển thông qua việc ban hành các cơ chế chính sách phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt khắc phục tình trạng mất an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, vấn đề này có nhiều diễn biến phức tạp. Siết chặt quản lý, tăng cường giám sát các chuỗi cung ứng thực phẩm cho các bếp ăn tập thể đang được các ngành chức năng thực hiện nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực và trí tuệ của con người. Toàn tỉnh hiện có 5.794 cơ sở thực phẩm, gồm 2.281 cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn nhà hàng. Trong đó, 322 cơ sở có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chiếm 21,6% tổng cơ sở dịch vụ ăn uống. Còn 1.377 cơ sở bếp ăn tập thể, cơ sở thức ăn đường phố thì quy định tại Nghị định 15 năm 2018 hướng dẫn chi tiết thi hành luật an toàn thực phẩm, thì các cơ sở bếp ăn tập thể trường học, cơ sở thức ăn đường phố không thuộc diện phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Nên đây là những cơ sở rất khó kiểm soát về thực phẩm đầu vào trước khi chế biến. Còn một số các cơ sở chưa đảm bảo về các cái tiêu chí cũng như hồ sơ sổ sách hợp đồng để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm chưa đầy đủ, thì đoàn cũng đã tiến hành nhắc nhở và hướng dẫn, đặc biệt là các cái cơ sở vi phạm thì đã tiến hành xử lý theo quy định, đồng thời yêu cầu cơ sở khắc phục và tiêu hủy các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Giám sát tại các trường học khi tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú cho thấy công tác giao nhận thực phẩm, nguyên liệu chưa thực sự chặt chẽ. Có rất ít nhà trường yêu cầu đơn vị cung cấp xuất hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các loại thực phẩm khi giao nhận. Nếu xảy ra sự cố về mất an toàn thực phẩm thì khó truy xuất được nguồn gốc thực phẩm. Còn tại một số nơi còn mang tính chiếu lệ như có phiếu giao nhận nhưng không đủ ký nhận của các bên hoặc phiếu viết không đầy đủ. Đề xuất là các cơ quan chức năng là cũng thường xuyên là tổ chức những cái đợt giám sát và hướng dẫn, cũng như là tổ chức cái tập huấn cho đội ngũ cán bộ nhân viên cấp dưỡng để thực hiện cái kỹ năng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các em học sinh. Số liệu do Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tổng hợp, trong tổng số 652 đơn vị cung ứng thực phẩm, hiện chỉ có 67 đơn vị được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chiếm 10,2%. Phần lớn các đơn vị cung ứng chỉ là đầu mối hoặc cung cấp trung gian thông qua liên kết hợp đồng. Kiểm tra tại nhiều cơ sở chế biến thực phẩm cho thấy có nhiều cơ sở thiếu hồ sơ, sổ sách, ghi chép, theo dõi việc nhập thực phẩm để chế biến
hoặc thiếu nơi mà cơ sở cung ứng, không có giấy khám sức khỏe hoặc chứng nhận tập huấn về an toàn thực phẩm. Một số những cái nội dung chúng tôi cũng chấp hành, về kể cả từ giấy tờ, biên bản, hợp đồng cho đến các cái loại sổ sách. Thế nhưng mà đoàn cũng chỉ ra có một vài cái sổ sách là cũng có đấy, nhưng mà về cái cách thức ghi chép nó cũng chưa được đầy đủ. Đấy, nó vẫn không khoa học, tức là nó không theo cái mẫu biểu nào cả. Thế nên là cái này thì cũng là sơ suất của gia đình chúng tôi, tức là cũng tiếp tục là sẽ đi tìm hiểu thêm và hơn nữa rút kinh nghiệm, phải thực hiện chấp hành nghiêm về cái an toàn thực phẩm. Sản xuất thực phẩm do ngành nông nghiệp quản lý, cung ứng thực phẩm ra thị trường do ngành công thương quản lý và chế biến thực phẩm an toàn do ngành y tế quản lý. Nếu chỉ có 3 đơn vị này thì không thể quản lý được chất lượng thực phẩm khi đưa vào các bếp ăn. Giải quyết tận gốc vấn đề này cần có sự vào cuộc của chính quyền các cấp và cả cộng đồng vì chính sức khỏe của mỗi người. Huyện Bảo Thắng đã phát triển được 198 tổ đội văn nghệ, thể dục thể thao, truyền thống, thu hút nhiều thành phần lứa tuổi tham gia, góp phần khơi dậy, giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc. Hoạt động văn nghệ thể thao quần chúng tại các thôn, tổ dân phố có sự phát triển mạnh mẽ, đã xây dựng được các đội văn nghệ của các nhà văn hóa. Nhiều đội văn nghệ do các nghệ nhân cao tuổi đứng ra thành lập như đội văn nghệ thôn Lượt, xã Thái Niên, thôn Phú Long 2, thị trấn Phú Lu, thôn Tả Hà 2, xã Sơn Hà, đội văn nghệ người cao tuổi thị trấn Phú Lu, đội văn nghệ thôn Giao Bình, xã Xuân Giao, thôn Tân Lập, xã Phú Nhuận. Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể dục thể thao được quan tâm. Bên cạnh các môn thể thao hiện đại như là bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, các cơ sở còn chú trọng khôi phục, tổ chức các môn thể thao truyền thống dân tộc. Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện hiện có 35% dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên. Cùng với đó, công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cũng được quan tâm thực hiện. Nhiều phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc như nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng. Thông qua các hoạt động đó đã tạo được sự chuyển biến trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Bộ Y tế yêu cầu từ nay cho đến Tết Nguyên đán Tân Sửu, ngành y tế các địa phương mở đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt chú trọng công tác kiểm soát nhập cảnh, mở rộng xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ, phân công trực 24/24 giờ. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước thực hiện nghiêm đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19, tăng cường kiểm tra giám sát các điều kiện, quy trình nhập cảnh, kiểm dịch y tế nhằm phát hiện sớm, xử lý ngay những trường hợp đầu tiên, không để dịch lây lan. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quán triệt thực hiện nghiêm nội dung công điện số 1699 ngày 2 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Yêu cầu các địa phương xây dựng và triển khai các phương án kịch bản chống dịch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý khu cách ly tập trung, thực hiện giám sát, theo dõi, xét nghiệm theo đúng các quy định của Bộ Y tế, kiên quyết không để dịch lây lan trong các cơ sở cách ly và từ cơ sở cách ly ra ngoài cộng đồng. Chỉ đạo các đơn vị y tế tuyến huyện, xã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, công an chính quy cơ sở thực hiện nghiêm việc theo dõi, giám sát người thực hiện cách ly tại khu cách ly dân sự, cách ly tại nhà, người hết thời gian cách ly tập trung theo đúng các quy định hướng dẫn của Bộ Y tế. Sáng ngày 5 tháng 1, lãnh đạo huyện Bát Sát đến động viên và trao thưởng đột xuất cho công an huyện Bát Sát về thành tích triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, đội điều tra tổng hợp công an huyện Bát Sát đã phát hiện đường dây mua bán vận chuyển ma túy thuê trong nội địa nhưng có sự tham gia của các đối tượng ngoài tỉnh. Sau nhiều ngày mật phục, đến khoảng 22 giờ ngày 2 tháng 1 năm 2021, lực lượng trinh sát đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Mù A Tráng, sinh năm 1994, trú tại thôn Hủy Trạng 1, xã Nậm Vi, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, đang vận chuyển trái phép ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm một ba lô, bên trong chứa 11 túi, tổng cộng là 66.000 viên ma túy tổng hợp. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bát Sát, Lào Cai đang tiếp tục đấu tranh khai thác làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Tại buổi trao thưởng, lãnh đạo huyện Bát Sát biểu dương tinh thần quyết liệt đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy của tập thể công an huyện, đồng thời mong muốn lực lượng cán bộ chiến sĩ công an huyện tiếp tục phát huy sự chủ động trong quản lý, nắm tình hình, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn để có biện pháp ngăn chặn và phòng ngừa, nhất là đảm bảo an toàn dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Vào hồi 6 giờ 45 phút ngày 4 tháng 1 năm 2021, tại km 15+600 tỉnh lộ 151 thuộc địa phận thôn Hải Sơn 1, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một học sinh tử vong. Vụ tai nạn giao thông trên xảy ra giữa xe máy và xe đầu kéo rơ móc. Nạn nhân là em Phạm Văn Tê, sinh năm 2005, là học sinh lớp 10, trường trung học phổ thông số 2 Văn Bản, trú tại thôn Phú Hải 2, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, điều khiển xe máy biển kiểm soát 24HB11561 đi hướng Phú Nhuận, Võ Lao, đến km 15+600, đã va quẹt vào xe ô tô biển kiểm soát 24C11387, kéo rơ móc biển kiểm soát 24R00778 đi cùng chiều, do Nguyễn Văn Dê, sinh năm 1990, trú tại thôn Phú Hà 2 điều khiển. Hậu quả, em Phạm Văn Tê tử vong trên đường đi cấp cứu. Hiện vụ việc trên đang được Công an huyện Bảo Thắng điều tra làm rõ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.